Quang Đẩu xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn mà cũng có thể mà các bạn thường ngày cũng thưởng thức với những cái món ăn rất đơn giản, mà mình cũng nghĩ là có thể là bà xã mình hôm nay về rất trễ, có thể không nấu ăn mà mua đồ về để dùng cho nó gọn. Vì cái thời gian đi làm về thì nói chung là không có thời gian nấu nướng nữa, cho nên là bà xã mình cũng có thể mua một cái những cái món ăn về chế biến để xem thử bà xã nấu món ăn gì. Rồi mới đây mà đã là 13:25 rồi các bạn ơi, bây giờ để xem bà xã làm món gì. Hình như bà xã đang rửa những cái đồ ăn chưa. Ao chù, thấy là nào là giá nè, rồi là rau húng, dưa leo, bún, có cả trứng nè, chả. Chả này là hình như là của nhà anh nhạc sĩ Đinh Trung Hà với cái món mắm nêm. Như vậy là món ăn này thì là món ăn cũng có thể là các bạn là chưa có hình dung ra được là nó ăn như thế nào. Món này người ta gọi món gì ạ? Món gì đâu thì bún mắm nêm, bún gì ta? Bún mắm nêm, nhưng mà có thêm cái thêm chả với trứng ha. Là món này là hai đứa con khoái đó. Đó các bạn thấy chưa? Bún là chỉ 5.000 đúng không? Rau cái giá là chỉ là cũng 5.000 thôi. Trứng thì một quả thì 2.500-3.000, mắm nêm thì một chai rất rẻ 20-mấy ngàn. Vậy là món ăn này coi như là để dành tiền sắm kim cương hộp xoàn cũng được rồi các bạn ơi. Nó đùa vậy thôi thì cho nó vui. Hôm nay thì cũng là quá trễ, và mình thấy trong nhà nó về mặt phía sau thì cũng có cái lan can nhìn ra phía sau là một cái kênh bào. Một con kênh này thì nước thì được bèo nó mọc quanh năm, cho nên là ra ngồi đó thì cũng mát mẻ. Đúng là Thu Nga là bà xã tôi là số 1. Người phụ nữ đảm đang. Người phụ nữ đảm đang. Các bạn biết Thu Nga này đi làm về là tích cực nấu ăn cho gia đình ghê lắm. Mà nấu ăn cái món nào cũng là đặc biệt. Một tí xíu lên trên bếp cùng với bà xã Thu Nga của mình. Cho nó vui cho cái bữa ăn, nói chung là cũng đơn giản thôi, mà mong các bạn cũng hết sức là thông cảm. Những món ăn mà chưa bao giờ là có thể là có nhiều bạn là chưa ăn món này, nhưng mà cũng xin giới thiệu cho các bạn. Nếu mà đi về làm mà trễ thì có thể mình mua chừng 5.000 bún thôi, đúng không? Rau nè, rồi trứng nè, rồi thêm một miếng chả giò hay là chả chiên cũng được. Rồi, mắm nêm thì một chai thì mình để ăn rất nhiều ngày, và có cộng thêm giá nữa thì ăn rất tuyệt vời. Xin chào các bạn nha.